Linh sẽ làm món sườn nướng nha mọi người. Sườn này Linh ớt gia vị là có sả, như hành tím, cho nó thơm, gia vị nước mắm, đường, ngọt, có tiêu tỏi đó. Linh ớt nãy giờ cũng đã khoảng 2 tiếng rồi đó. Bây giờ Linh ra để lên lửa than Linh nướng nha. Sườn này là sườn chay đó. Thịt nó ngon á, ớt lâu nãy giờ cũng thấm, cho chị mình ớt càng lâu quá càng ngon. Linh đem nướng lên lửa than, than nãy giờ nó cháy chín dở, giờ Linh bỏ thêm chút nước. Sườn bữa nay Linh mua ngon lắm mọi người. Sườn này nó thịt nhiều mà nó không có mỡ quá, nướng nó ngon. Thịt nãy giờ nó cũng vàng nè mọi người, nó vàng rồi cái nó bốc mùi lên quá trời thơm luôn, vàng thấy ngon à, à miếng mấy vàng ươm ngon mềm, thịt nó thơm dữ, ớt xả vô nướng cái bốc cái mùi lên nó thơm lắm.
Vừa nước vừa ăn thì là nó tắm ăn nó ngon. Ớt để lâu cái thịt rồng nó thấm gia vị vô cái nước nó thơm dữ mà. Lâu rồi mình mua thịt nước ăn nó ngon lắm. Vị nước con cho mọi người không phải viên mà thật để nước ngon. Thịt này lên nó có ớt màu á, nước cái màu nó tự nhiên thấy nó hấp dẫn.
tới rồi. Rồi nó để khô quá ăn không ngon. Nó vừa chín tới rồi mình ăn nó ngọt, nó mềm, nó ngon. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt mọi người.